các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đào tạo pha chế của Barista Skill. Ở trong hè này có một món được dự đoán là sẽ thay thế trà chanh và tạo nên một trend mới, đó chính là sữa chua trân châu cốt dừa. Hiện tại thì mình đang đứng ở quán sữa chua trân châu cốt dừa Hạ Long ở số 431 Bạch Mai. Đây là cơ sở thứ hai. Cùng mình thử xem là tại sao sữa chua trân châu cốt dừa ở Hạ Long lại trở nên hot như vậy nhé. Hiện tại thì mình đang ở trong quán sữa chua trân châu Hạ Long số 431 Bạch Mai. Để nhận xét về không gian quán thì mình thấy ở trong quán được trang trí khá là đơn giản với bàn và ghế cũng như là các quán trà chanh khác. Quán có hai màu đó chủ đạo, đó chính là màu trắng và màu xanh. Các bạn có thể thấy là đằng sau mình đây là một bức tường được trang trí bằng cây giả, nên là khi các bạn đến đây vào mùa hè thì sẽ cảm thấy rất là tươi mát. Bây giờ thì mình sẽ cùng đi order đồ để xem sữa chua trân châu cốt dừa ở đây có vị như thế nào nhé. Cho mình hỏi thì ở quán bạn là như món nào là đang là best seller? Vậy cho mình một sữa chua trân châu, một sữa chua cacao, một sữa chua hoa quả với cả một sữa chua thạch. Cho mình thêm chuối khô và nho khô đi. Vậy là sữa chua mình order đã có rồi. Hiện tại thì trên bàn là mình đang có đây là sữa chua cacao, sữa chua trân châu, sữa chua thạch và sữa chua hoa quả. Mình có gọi thêm topping đó chính là chuối khô và nho khô để xem topping ở đây như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ cùng thử vị sữa chua nhé. Đầu tiên thì mình sẽ thử với món là sữa chua trân châu. Về hình thức thì mình thấy là sữa chua được vê thành những viên tròn như là kem, như là nhìn rất là thích thú và ăn vào mùa hè thì mình cảm thấy rất là hợp đúng không? Còn bây giờ mình sẽ thử nhá. Về độ chua của sữa chua thì mình thấy là sữa chua là chua vừa phải, và lúc mà mình ăn ấy thì mình cảm nhận được là bên trong miệng mình có những kiểu bông tuyết như là của kem ấy, nó sẽ tan ra trong miệng của mình. Tiếp theo là mình sẽ nhận xét về trân châu. Trong cốc trân châu này thì sẽ có 3 phần, đó chính là phần thứ nhất là cốt dừa, phần thứ hai là trân châu và phần thứ ba chính là dừa nạo. Bây giờ mình sẽ thử vị của này nhá. Về phần nước cốt dừa thì mình thấy nó có một mùi dừa rất là đặc trưng, và mình cảm nhận được bên trong cái làm nên cái nước cốt dừa này đó chính là nước cốt dừa này và sữa đặc này. Trân châu thì mình thấy là rất là giòn và dai dai ở trong miệng, rất là ăn rất là vui miệng.
giờ thì mình sẽ thử là sữa chua trân châu. Sau khi đã được mình đã đổ trân châu và cốt dừa vào nhé. Sau khi đã đổ cốt dừa vào cốc này thì mình thấy là sữa chua nó đã giảm đi một chút vị chua, và nhưng mà nó lại thêm một chút độ ngọt ấy, nên là ăn với nhau kết hợp nhau rất là hoàn hảo. Mình sẽ thử bên trong này là cái nho và chuối mình đã cho vào bên trong để xem ăn với nhau nó có hợp nữa. Về topping chuối thì mình từ lúc đầu mình gọi chuối khô thì mình sẽ nghĩ là chuối khô thì nó sẽ là nó hơi cứng đó. Nhưng mà thật ra thì lúc ăn vào thì nó sẽ rất là mềm. Khi ăn kèm sữa chua với cả topping nho thì mình thấy là cái vị chua của cái nho khô nó sẽ đẩy lên một chút, và ăn với topping nho với cả sữa chua thì nó sẽ hợp hơn là ăn với chuối. Tại vì chuối thì mình lại không thấy cảm nhận thấy một cái mùi vị gì lắm, mà mình chỉ thấy nó trong miệng nó giật giật trong miệng thôi. Còn nho và nó sẽ thêm vị cho là vị chua cho sữa chua của bạn. Tiếp theo thì mình sẽ thử đến là sữa chua cacao. Trong sữa chua cacao này thì không có cốt dừa mà chỉ có sữa chua và cacao. Lúc mà mình quấy lên ý, thì mình thấy nó tan ra như này, thì mình nghĩ là nó sẽ mất đi cái độ bông tuyết của sữa chua. Nhưng mà thật ra lúc ăn thì mình vẫn thấy là ăn rất là bông, nó vẫn là rất là bông, và nó sẽ tan dần dần từ từ trong miệng mình, chứ nó không kiểu như là nước. Về vị của sữa chua cacao thì mình thấy là vị chua của sữa chua này kết hợp với cả độ ngọt của cacao nguyên chất thì nó sẽ rất là hợp, và nó sẽ hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị mà mình rất là yêu thích. Tiếp theo là mình sẽ thử đến là sữa chua thạch. Lúc đầu thì khi bạn nhân viên mang ra cái lọ có đựng thạch ấy, thì mình nghĩ là bên trong nó sẽ là thạch và nước cốt dừa. Nhưng mà khi mà mình ăn cái sữa chua thạch này thì mình nghĩ là không phải nước cốt dừa. Tại vì mình không ngửi thấy nhiều cái mùi nước cốt dừa trong vị sữa chua này lắm. Và về phần thạch đây là thạch matcha, ăn rất là thơm. Và khi mà đổ thạch matcha vào đây thì cái mùi matcha nó cũng lan tỏa ra cái cốc sữa chua, nên là lúc ăn sữa chua mình cũng đã ngửi thấy cái mùi matcha, mình cũng đoán ngờ ngợ đấy là thạch matcha rồi. Về phần sữa chua thạch này thì mình cũng không có ấn tượng lắm bằng hai cái loại mà mình vừa thử, là sữa chua cacao và sữa chua trân châu. Tại vì cái mùi cốt dừa của nó cũng không có nhiều, và cái mùi matcha thì nó cũng chỉ thoang thoảng thôi, chứ nó không phải là quá gắt, quá đẩy lên. Tiếp theo thì mình sẽ thử đó là vị sữa chua hoa quả. Đây, bây giờ mình sẽ trộn lên để xem là bên trong là có những loại hoa quả gì nhá. Đầu tiên là dễ nhận ra nhất, đó chính là đây là dưa hấu này. Một miếng dứa rất là to. Đây là gì? Cái mà mình vừa ăn là xoài. Và đây thì mình đoán là táo hoặc là lê, để mình ăn thử nhé. Mình vừa ăn đó chính là lê. Về cái sữa chua hoa quả này thì mình thấy là cái phần sữa chua không biết có phải là do hoa quả nó hòa quyện với hoa quả với nhau không, mà cái phần sữa chua nó ít chua nhất so với cả ba loại sữa chua này. Tức là nó không chua mấy, mà nó chỉ mình có ngửi thấy mùi sữa chua thôi. Mình nghĩ là do hoa quả trộn với hoa quả thì nó sẽ làm ngọt sữa chua ra, nên là nó đã mất đi độ chua. Khi ăn sữa chua hoa quả này thì lúc mà mình nhai cái miếng hoa quả bên trong miệng thì nó rất là mát,
và mình thấy là món này rất là phù hợp vào mùa hè. Để nhận xét về hoa quả thì mình thấy là hoa quả ở đây rất là tươi. Mình phát hiện thêm đây là một miếng đu đủ ở trong cốc sữa chua hoa quả này. Để nhận xét về độ tươi thì mình vừa ăn miếng dưa hấu thì mình thấy là độ tươi thì rất là tươi, ăn nó giòn chứ nó không, và mình không ngửi thấy mùi kiểu của hoa quả cũ. Sau khi đã thử 4 vị sữa chua thì theo mình thấy thì khi mà đến cái quán sữa chua Trân Châu Hạ Long thì các bạn nên thử cái món đặc trưng nhất của quán, đó chính là món sữa chua Trân Châu. Tại vì đây là món đã làm nên, chính món này đã làm nên tên tuổi của sữa chua Trân Châu. Và những cái món sữa chua khác như sữa chua cacao này, sữa chua thạch này, là sữa chua hoa quả, làm theo mình thấy hình như là mới được thêm vào menu để cho menu trở nên phong phú hơn. Và để đánh giá về món mà mình thích nhất thì mình cũng sẽ chọn đấy chính là món sữa chua Trân Châu. Tại vì khi mà sữa chua và Trân Châu và cốt dừa kết hợp với nhau thì nó tạo nên một vị rất là đặc biệt và rất là ngon, và mình ăn và mình vẫn muốn ăn thêm một cốc nữa hoặc là muốn thử đến những lần sau khác ấy. Còn về sữa chua cacao thì mình đánh giá rất là tốt, tại vì mình cũng là một người rất thích ăn cacao, và hai vị sữa chua và cacao thì kết hợp với nhau rất là hoàn hảo. Còn về hai phần đấy chính là sữa chua thạch và sữa chua hoa quả thì theo ý kiến cá nhân của mình thì mình cũng không đánh giá nó cao lắm, bởi vì mình không thấy nó có gì đặc biệt ấy, so với loại hai loại sữa chua này. Mặc dù bây giờ mình đã đến quán vào buổi trưa nhưng mà quán cũng rất là đông khách, nên mình nghĩ là buổi tối thì sẽ có thể là sẽ full hết các bạn ấy. Còn về nhân viên thì mình thấy nhân viên ở đây rất là nhiệt tình, và khi mà mình hỏi là đã tư vấn cho mình những cái loại sữa chua mà đã gọi là best seller của quán, và mình thấy nhân viên ở đây rất là hay. Một cái là các bạn mặc đồng phục một cái màu áo màu xanh, và có họa tiết đấy chính là những bông lá cây đấy, sẽ tạo nên một cái vừa nhìn đã thấy rất là mát mẻ và đúng là về phong cách của Hạ Long. Theo như mình được biết thì sữa chua Trân Châu Hạ Long hiện nay tại Hà Nội đã có hơn 40 cơ sở, rất là nhiều đúng không? Sức lan tỏa cực kỳ là nhanh. Và ngoài sữa chua Hạ Long ra thì có các hãng sữa chua Trân Châu khác, Trân Châu cốt dừa khác, như là sữa chua của cô Nghi này, sữa chua Tuấn Liên này, và vô vàn những quán sữa chua Trân Châu khác. Và mình thấy là đây thực sự là một món chắc chắn sẽ là làm trend trong hè năm nay. Đối với những bạn mà đam mê ăn uống hoặc là những chủ đầu tư thì mình thấy đây thực quán mô hình sữa chua Trân Châu thực sự là rất là đáng để thử. Theo mình thấy thì không gian quán cũng không cần phải trang trí quá nhiều, nhưng mà điều mà kéo khách lại của quán sữa chua Trân Châu cốt dừa này đó chính là những món sữa chua của quán rất là đặc trưng này, và rất là ngon, nên là cũng không cần phải trang trí quá nhiều mà khách vẫn rất là đông. Và thêm một điều đặc biệt nữa đó chính là đối tượng mà có thể ăn sữa chua Trân Châu này thì rất là rộng, đó chính là từ trẻ em cho đến người già thì người ta đều thích ăn sữa chua, tại vì sữa chua là một món rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video của mình ở đây là kết thúc. Các bạn hãy đến các cơ sở sữa chua Trân Châu cốt dừa Hạ Long ở Hà Nội và các địa điểm gần mình nhất để thử nhé. Tại vì mình thấy là rất nhiều cơ sở được mở ở Hà Nội rồi, các bạn có thể tìm quận nào cũng sẽ có sữa chua Trân Châu Hạ Long. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Đào Tạo Pha Chế của Barista Skill để chúng mình có thể mang lại cho các bạn những video bổ ích hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.